Để chào đến quý khán giả đang theo dõi kênh VM nhá. Ok, sau đây sẽ tiến hành test cái cặp Sony CM3 này cho anh khách nhá. Đấy, anh đã chuyển khoản đặt cọc bên em rồi. Ok, về tổng quan về cái sản phẩm bên anh đi nhá. Đấy, sản phẩm của anh đây. Đấy, hai loa nhá. Thì ở đây em đang dùng một con Omni của Onkyo. Và đây là bass này, đây là chép này, và đây là ba lăng này, đây là volume này. Đấy, thì em điều chỉnh bốn cái phím này thì anh cũng nhìn luôn nhá. Em sẽ test trước bên trái trước này, em đảo ba lăng này. Đây, ba lăng đây nhá. Đảo ba lăng này. Đấy, em vừa trượt vào cái này thì nó nhảy mất này. Đấy. Ok, đảo ba lăng này. Chẳng đem bán vì yêu sim màu. Em cho bát ở trước nhá. Thế nên sim quạnh tép về không này. Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm tránh sao cho khỏi rét. Nàng yêu sim yêu thắm thiết say mê yêu sắc tim u. Ok, đấy là bát nha, em đưa tép vào này. Bát về không này. Trong một chuyện mãi mãi không về. Sao lòng người hay dễ quên chuyện người em gái hái sim chẹp trên sườn. Bây giờ còn đâu sáng xưa với giọng cười đùa tiếng nói ngọt ngào. Vì như thế đôi sim vắng đi nàng. Ok, vậy là trước đầu tiên hoạt động ok nhá. Đấy, tiếp tục em sang trước còn lại này. Để sim tím càng tổ đảo ba lăng này. Màu tím tím ơi gieo buồn thêm. Em cho bát ở trước này. Đường tép về không này. Nay vắng bóng nàng đi bốn tên như quạnh hiu. Nàng xa đi trong nỗi nhớ khôn nguôi gây luyến tiếc cho ok, đấy là bát nhá, em đưa tép vào nhá. Đưa bát về không này. Trong một chuyện mãi mãi không về. Sao lòng người hay dễ quên chuyện người em gái hái sim chết trên sườn non. Ok anh, vậy là em đã test xong rồi, bát máy tép bộ đầy đủ cho anh nhá. Bây giờ em trả lại cân bằng này. Cả hai loa cùng lên nhá. Tiếng nói ngọt đôi sim vắng đi ngàn chẳng còn ra hai sim để sim tím càng tổ thêm màu tím tím ơi gieo buồn thêm.
đường xưa đây nay vắng bóng nàng đi bốn bên như khoảnh nàng xa đi trong nỗi nhớ khôn nguôi gây luyến tiếc cho đời nàng xa đi trong nỗi nhớ khôn nguôi gây luyến tiếc cho đời nàng xa đi trong nỗi nhớ khôn nguôi gây luyến cho đời nàng già đi trong nỗi nhớ. Ok nhá, vậy là em đã test xong hai chiếc loa cho anh rồi, sau đây em sẽ tiến hành đóng hàng và gửi hàng cho chủ nhận hàng cho sớm nhá. Được rồi, cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm với em, chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có những cái phút giây thời gian bên sản phẩm bên em nhá. Được rồi, em xin chào quý vị và hẹn gặp quý vị và anh tại video tiếp theo với em nhá.